Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ cái đầu tiên nha. Chào Reader, let's go. Ok. Mission 4. Let's go. So let's go. Oh my god. So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. LVPS, No Limits, let's go. Ok. Okay, let's go. Even five. Thank you.
Ok, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tựa game thứ ba nha. Need for Speed Most Wanted. Ok. Let's go. Ok, sau đó các bạn sẽ pay tiền và mua cho mình những con xe thật là đẹp. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển phận tiếp sang tựa game tiếp theo, Rockfire Extreme. Let's go. Thank you.
Ok, cuối cùng thì cũng về top 1. Với cái đồng mình thua cả vừa rồi. Wow, wow, wow. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. First Earth. Ok. Đây là một đường đua khá là đẹp. Rồi ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Risk Moto. Let's go. Thank you.
Let's go, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo, first line. Tiếp tục là let's go. Wrist wash. Thank you.
Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Infinity New Game. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. CR Rushing. Let's go. Đẹp. Tiếp tục là xòe một chiếc bánh. Ninja. Hai mươi bốn nghìn năm trăm can đi đã. Ok, các bạn có thể đua bằng những chiếc xe là của các bạn. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Fashion.
Đấy là một tựa game khá là hot và hay trong những tháng vừa qua. Let's go. Let's go. Full hết đi. Và thật khỏe. Ok. Rest. Let's go. 4 chiếc xe rồi nha. Các bạn phải nâng cấp xe các bạn khỏe lên thì lúc đó các bạn mới đua thắng được anh chàng này. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Let's go. This map pro. Ok. Thank you.
Rồi, tiếp tục nào. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Cross Round 3. Let's go. Let's go. Mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.